trình lột xác 2019. Chương trình truyền thực tế đầu tiên về phẫu thuật thẩm mỹ đã quay trở lại. Chương trình do Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam phối hợp cùng Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc thực hiện. Tôi mong rằng tất cả những người sống xung quanh em, đừng ai lại lấy cái chuyện này ra và nói rằng là đấy thế không, mày không xứng đáng được như thế. Xin mọi người đừng làm như thế, điều đó cực kỳ độc ác đối với em. Tôi không hề xúc động tí nào, mà tôi chỉ bực tức thôi. Không phải là ai sinh ra cũng có được cái vẻ ngoài như mình mong muốn. Và bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả và ban giám khảo của chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn của mình. Tại Việt Nam với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng, stylist Hoàng Cu, diễn viên Lan Phương, bác sĩ Annie Lê. Chương trình truyền hình thực tế hứa hẹn những màn lột xác ngoạn mục chỉ có trong Hành trình lột xác mùa thứ tư. Đón xem Hành trình lột xác 2019 sống vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Today TV. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Hành trình lột xác 2019. Thưa quý vị, Hành trình lột xác, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về phẫu thuật thẩm mỹ đã quay trở lại. Hoàng Linh rất vui khi được đồng hành với quý vị khán giả cũng như tất cả các thí sinh chúng ta trong mùa phát sóng tuần này. Trải qua 3 mùa phát sóng thành công rực rỡ, Hành trình lột xác đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía dư luận xã hội, là một chương trình mang đậm tính nhân văn khi trao cơ hội thay đổi chân dung, mở lối ước mơ cho rất nhiều các bạn trẻ. Và năm nay, Hành trình lột xác 2019 mùa thứ tư có tên gọi Chắp cánh ước mơ. Những tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện miễn phí sẽ được trao tặng và giúp cho những nhân vật của chúng tôi, giúp cho các bạn trẻ có được một cuộc sống tốt hơn. Chương trình do Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam phối hợp cùng Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc thực hiện với kinh phí phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí lên tới 20 tỷ đồng. Với hành trình lột xác thì các thí sinh của chúng tôi không chỉ được thay đổi ngoạn mục về ngoại hình mà các bạn sẽ còn được định hướng về phong cách và phát triển tài năng bởi sự đồng hành của những nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Tuy nhiên, vì số lượng hồ sơ và thí sinh đến với Hành trình lột xác 2019 quá lớn, với mỗi 2 nhân vật, 2 thí sinh, chỉ có một người được đi tiếp và có cơ hội phẫu thuật mà thôi. Trao cơ hội cho ai, trao ước mơ cho ai, điều đó sẽ phụ thuộc 50% vào chính quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay với chúng tôi lúc này. Rất mong quý vị sẽ thật công tâm để giúp đỡ chương trình ạ. 50% kết quả còn lại sẽ phụ thuộc vào những thành phần không thể thiếu vô cùng quan trọng ngay sau đây. Ngay bây giờ chúng tôi xin được chào đón Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam, bác sĩ Charlie Trần. Xin được chào đón giáo sư Kang Kyung Jin, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam. Xin được chào đón bác sĩ Annie, bác sĩ chuyên khoa hàm mặt Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam. Chào đón một vị đạo diễn nổi tiếng, dí dỏm và vui tính, đạo diễn Lê Hoàng. Và xin được chào đón nữ diễn viên điện ảnh xinh đẹp, diễn viên Lan Phương. Xin cảm ơn các bác sĩ, các chuyên gia và những nhân vật nổi tiếng của chúng ta đã đồng hành với Hành trình lột xác cùng với các thí sinh của chúng tôi trong mùa Hành trình lột xác 2019 này. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam, bác sĩ Charlie Trần. Thưa bác sĩ, Hành trình lột xác 2019 có điểm gì khác biệt lớn nhất so với những mùa Hành trình lột xác trước đây của chúng ta? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Những mùa trước thì chúng tôi tập trung vào cái thay đổi diện mạo bên ngoài cho các thí sinh. Còn đối với năm nay Hành trình lột xác 2019 thì chúng tôi có cái khác biệt lớn là tôi có những chuyên gia của các chuyên ngành giúp cho các thí sinh đấy không những đẹp về bên ngoài mà giúp cho họ có những cái sự tự tin hơn, có yêu đời hơn cho cuộc sống và cho công việc của mình.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng ạ, tôi đang được đứng cạnh bác sĩ Kang Kyung-jin, một chuyên gia thẩm mỹ tạo hình của Hàn Quốc, người đã đồng hành rất thân thiết với các thí sinh của hành trình lột xác những mùa vừa qua. Và năm nay thì ông cũng đã dành thời gian đến với các thí sinh của hành trình lột xác 2019. Thưa bác sĩ, năm nay thì số hồ sơ, số lượng thí sinh tham gia chương trình rất là đông ạ, rất là nhiều. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ Kang là chất lượng cũng như mặt bằng thí sinh năm nay như thế nào ạ? I attended last year contest. Compared to last year, this year, much more number of the people try to attend it, and many people now are waiting for selection to be a happy person. Compared to last year, this year also, most problem is to facial contour. In this year, also, the Gangnam doctors should correct the facial contour in surgery using the bone contouring and soft tissue contouring together with most rhinoplasty together. I confidence that after the surgery there will be a good facial, good and happy face, and they will be happy together in their life. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Năm nay thì hành trình lột xác được chào đón một nhân vật đồng hành rất đặc biệt của chúng tôi, một khách mời đặc biệt rất quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước, đó là đạo diễn Lê Hoàng. Xin được hỏi đạo diễn là lý do gì đạo diễn nhận lời tham gia đồng hành với hành trình lột xác 2019 ạ? Lý do lớn nhất ấy, là tôi nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó nhờ quen chương trình mà chương trình sẽ làm lại mặt cho tôi. Bởi vì tôi tuy là một người đẹp trai nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vẻ đẹp thì nó vô tận. Cho nên tôi cho rằng nếu mà tôi thay đổi thì cuộc sống của tôi vẫn còn tốt hơn nữa. Đó vừa rồi là một cái lý do rất là vui của đạo diễn thôi. Bây giờ thì chúng tôi rất là muốn đạo diễn chia sẻ cái lý do thực sự đạo diễn muốn đồng hành với các thí sinh của chúng tôi ạ. Thực sự là tôi nghĩ thế này này. Ngày xưa mình hay có cái câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn đúng không? Nhưng tôi cho rằng cái câu ấy cũ rồi. Bây giờ là nước sơn và gỗ là nó phải ngang nhau. Cứ thực là như vậy. Và về cơ bản nhất thì tôi cho rằng cái phẫu thuật thẩm mỹ ấy là một cái môn khoa học mà có tính nhân văn nhất của thế kỷ 20. Cảm ơn đạo diễn ạ. Diễn viên điện ảnh Lan Phương thì sao ạ? Vẻ đẹp, sự duyên dáng của chị ở những vai diễn trên truyền hình cũng như ở các sân khấu kịch được khán giả rất là yêu mến, rất nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ và mong muốn có được một cái vẻ đẹp như diễn viên Lan Phương. Cũng một câu hỏi tương tự với đạo diễn Lê Hoàng, lý do chị đồng hành với các thí sinh của hành trình lột xác năm nay là gì ạ? Phương cũng đồng ý với anh ấy là vẻ đẹp thì cũng khó trường tồn theo thời gian, thì đôi khi chúng ta vẫn cần có sự nâng cấp, và Phương nghĩ điều đó hoàn toàn công bằng. Bởi vì không phải là ai sinh ra cũng có được cái vẻ ngoài như mình mong muốn. Phương cũng chờ mong là qua cái hành trình lột xác này để xem cái sự lột xác của các bạn như thế nào, và điều đó sẽ mang đến tương lai tốt đẹp ra làm sao. Một tràng pháo tay để cảm ơn đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Lan Phương ạ. Trên sân khấu lúc này còn có một người mà tôi tin là cũng rất muốn được chia sẻ cảm xúc với quý vị khán giả, đó là bác sĩ Annie. Lúc này thì bác sĩ Annie sẽ chia sẻ một chút cảm xúc của mình được không ạ? Vâng ạ, với vai trò là một bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, năm nay bên bộ phận chuyên môn đã có những phương pháp cũng như là công nghệ mới để nhằm cho cái chương trình này nó được thành công. Vâng ạ, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn các chuyên gia, các bác sĩ và các nghệ sĩ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình lột xác 2019. Ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi thêm nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự đầu tiên. Bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, bệnh viện thẩm mỹ tiêu chuẩn Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam, nơi khách hàng được các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành Hàn Quốc, Việt Nam trực tiếp hội chẩn và đưa ra giải pháp thẩm mỹ tối ưu. Ứng dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại cùng quy trình thẩm mỹ an toàn theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, Cang Nam mang đến một kết quả thẩm mỹ hoàn hảo và tạo ra nét đẹp riêng biệt cho mỗi khách hàng. Bởi chúng tôi hiểu, vẻ đẹp không bắt nguồn từ khuôn mẫu mà đến từ sự hài hòa, tự nhiên trong từng đường nét. Tỉ mỉ, chính xác, tận tâm. Với Cang Nam, hạnh phúc chính là sự hài lòng của mỗi khách hàng. Và thẩm mỹ không chỉ đẹp mà còn có thể thay đổi cả cuộc sống. Cang Nam, bệnh viện thẩm mỹ tiêu chuẩn Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam. Liên hệ 1900-6466 để gặp chuyên gia tư vấn. Xin được chào đón tất cả quý vị đang đến với hành trình lột xác 2019. Tôi là Thiên Phong sẽ cùng đồng hành với các thí sinh trong chương trình này. Và tôi đã có mặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tìm đến nhà của nhân vật tiếp theo của hành trình lột xác 2019. Cùng theo chân tôi nhé.
Mấy đứa ơi chú hỏi xíu, mấy đứa biết nhà của cô giáo Duyên ở đâu không? Dạ biết. Nhà cô Duyên ở đâu? Dẫn chú đi được không? Dạ. Cảm ơn mấy đứa. Cô Duyên ơi. Cảm ơn mấy đứa nha. Cô Duyên ạ. Dạ. Mình là Thiên Phong đến từ hành trình lột xác 2019 ạ. Dạ. Dạ, em chào, anh mời anh nhà. Cảm ơn ạ. Dạ, chào gia đình ạ. Con là Phong đến từ hành trình lột xác 2019. Thì ngày hôm nay cũng có cơ hội đến với lại nhà mình. Thì cũng hy vọng rằng mình có một cái cuộc chia sẻ cởi mở. Duyên cho anh hỏi là hiện tại gia đình mình có bao nhiêu thành viên, em có thể giới thiệu được không? Dạ, gia đình em thì 3 người. Đây là mẹ em, đây em gái em tên là Hiền. Em là Duyên, chị Hai. Chị Hai. Dạ. Còn cho anh hỏi là bác trai như thế nào? Dạ, ba em mất rồi. Ba mất lâu chưa? Dạ, ba mất nay cũng có 11 năm. 11 năm. Dạ. Là từ đó là một mình cô nuôi hai người con. Dạ, mà họ cho hỏi hơi tí nhị là không biết sao bác trai mình qua đời. Bị thế nào lúc đó? Dạ, rồi lúc đó thì là Duyên được bao nhiêu tuổi cô? Duyên hồi đó, em mới học cấp 9 và hết. Đó 15 tuổi. Có lúc là mình cũng tưởng chừng là mình không thể nào mà đứng lên nổi để lo hai cho hai đứa, nhưng mà nhiều khi nhờ cũng nhờ là người nhà anh em chồng sớm cũng động viên mình. Duyên cũng rất là những cái nét rất là xinh, nhưng mà chỉ có một xíu vấn đề trên mặt thôi, thì cho anh hỏi là cái này là bẩm sinh hay là do bị bệnh hay là bị một cái tai nạn gì bác? Dạ, bẩm sinh thì em không có bị, nhưng mà tới tuổi dậy thì á, lúc mà xương mình nó phát triển á, thì bắt đầu độ khoảng lớp 9 là nó cứ từ từ nó phát triển theo thời gian, thì nó càng ngày nó càng bị lọt đi. Là xương hàm dưới của em. Tới lúc nào mới biết được là cái cơ mặt mình có vấn đề? Lúc đó em đi chuẩn bị đi xin việc làm thôi, không có tính đi học tiếp. Xin việc làm mình đi khám sức khỏe á, là đi vô bệnh viện khám mà rồi tổng quát này kia, thì vô khám răng hàm mặt á, thì tới đó bác sĩ người ta cũng hỏi bình thường thôi, hỏi lý do làm sao, có bệnh gì không, nhưng mà hỏi vậy thì rất là bình thường, nhưng mà xung quanh đó thì chắc có những cái em nghĩ là chắc thực tập sinh hay là sao đó, một người biết xong rồi thấy lạ, cái chạy đi kêu người này người kia, nhiều người quay xung quanh lắm. Em nhớ em ngồi sát vách tường vậy nè, trời ơi, bao nhiêu người chỉ rõ cười, ôi cái này lạ quá nè, kỳ quá ha, cái mặt gì kỳ vậy. Vậy là chị mình thì hồi đó lúc chị mới bị vậy thì chị cũng ít kể lắm, chị cũng hay nói là sao giờ nó phát triển nó vậy á, mình thì cũng không có cảm nhận được cái cảm xúc đó của chị, cũng như cũng chia sẻ thôi chứ cũng suy nghĩ, nhưng mà con ra cũng chẳng làm được gì, cũng như là giống như người ngồi nghe để chị giải tỏa vậy thôi. Hầu như ngày bé ai cũng khen xinh, bây giờ lớn thì ai cũng sẽ nói sao hồi nhỏ xinh quá vậy, mà lớp lên kỳ, em mình đẹp mà thì mình thích chứ, nhưng mà những cái lúc mà đi đâu người này người kia nói so sánh hồi nay em nhìn đẹp mà xinh hơn là cao hơn chị, đẹp gái hơn chị rồi, thì những lúc đó là những lúc mình chạnh lòng. Cùng nhau đến với thí sinh đầu tiên, thí sinh Huỳnh Thị Mỹ Duyên. Trong lúc xem phóng sự về Mỹ Duyên thì tôi có để ý là đạo diễn Lê Hoàng và cả diễn viên Lan Phương nữa rất là xúc động, Lan Phương đã rơi nước mắt. Không biết là trong sự nghiệp diễn viên của bạn, đã bao giờ bạn hóa thân vào một cái nhân vật nào mà phải chịu đựng những cái nỗi thiệt thòi hoặc là tủi thân như nhân vật Mỹ Duyên mà chúng ta vừa xem không ạ? Có lẽ là vai diễn mà Phương tủi thân nhất chỉ là lúc mà đóng vai làm dâu trong phim Hoa Hồng Không Dành Cho Em thì bị bà mẹ chồng ức hiếp quá, cuối cùng cô ấy phát điên lên thôi. Còn nói về bạn Duyên thì Phương cảm thấy rất là thương em, thương cả gia đình em nữa. Như Phương có nói, Phương là một người mẹ, nên là khi Phương nhìn em, Phương cũng cảm giác được là nếu như đó là con mình thì sẽ như thế nào. Cho nên đó khiến cho Phương có một cái cảm xúc rất là lớn khi mà xem em. Vâng, cảm ơn Lan Phương. Đạo diễn Lê Hoàng có muốn chia sẻ một chút ý kiến của mình không ạ? Nãy bạn có nói rằng là tôi xem mà tôi rất xúc động, và tôi xin cải chính là tôi không hề xúc động tí nào, mà tôi chỉ bực tức thôi.
Bởi vì là cái này nó không phải lỗi của em Duyên, mà nó cái lỗi cái cách giáo dục của chúng ta. Ở tất cả các quốc gia văn minh ấy, thì người ta cực kỳ giáo dục cho trẻ con từ nhỏ một cái thứ nó gọi là không bao giờ được bình phẩm về ngoại hình của người khác. Trên cái phóng sự ấy, em nói rằng là có một số chẳng hạn như hàng xóm hay là bè bạn, người ta nhận xét hay là người ta cười cợt, nhưng mà họ đến bệnh viện mà có cả những cái nhân viên bệnh viện cũng chỉ trỏ đó, thì cái đấy nó là khiếm khuyết khủng khiếp. Cái đó mới là cái đáng phẫn nộ. Chứ còn cái chuyện xúc động về em Duyên ấy thì thật là quá dễ. Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn ạ. Chúng tôi muốn nghe một đánh giá, một ý kiến nhận xét dưới góc độ chuyên môn của bác sĩ Kang Kyung Jin với trường hợp của bạn Mỹ Duyên, thì cái yếu tố đạt được thành công trong phẫu thuật thẩm mỹ là như thế nào ạ? Last year I, the teacher attend the contest and then the face become very beautiful, and I saw her very satisfaction. So and not only her but her family also become very happy. And not only her face will change, but also her family's all or mine as a change together. So this kind of a contest would be very helpful to the people who want to change their face. And actually not just only change, but we can give some happiness and hope together. So this kind of contest is a very, very nice program, I think. Xin cảm ơn bác sĩ Kang rất nhiều ạ. Thưa bác sĩ Charlie Trần, khiếm khuyết lớn nhất trên khuôn mặt của Huỳnh Thị Mỹ Duyên mà chúng ta có thể quan sát đó là lệch hàm. Vậy thì với trường hợp này, cách khắc phục của các bác sĩ có khó lắm không ạ? Chúng tôi sẽ tác động vào xương vùng cằm và xương vùng hàm dưới. Sau khi phẫu thuật các vùng xương, sau chúng tôi sẽ tính toán tiếp, đánh giá tiếp và phẫu thuật các phần mềm của bệnh nhân này, và chúng tôi hoàn toàn là có khả năng phẫu thuật được tất cả các loại hình phẫu thuật liên quan đến bệnh nhân này. Cảm ơn bác sĩ Charlie Trần ạ. Bây giờ thì thời lượng tiếp theo chúng tôi lại muốn mời quý vị khán giả cùng với các giám khảo của chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh tiếp theo ạ. Xin chào các bạn, mình là Thạch Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ đồng hành cùng với các bạn trong hành trình lột xác mùa thứ tư năm 2019. Hôm nay chúng mình đến với xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, và mảnh đất này thì sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì, về nhân vật nào thì hãy cùng theo chân Thạch Thảo tìm hiểu xem nhé. Bật mí một chút là cô gái này có ngoại hình và giọng nói không được tốt cho lắm, nhưng mà bạn ấy lại mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Vậy thì cô gái ấy là ai? Hãy cùng mình tìm hiểu xem nhé. Chào bạn. Mình là Thạch Thảo, đến từ hành trình lột xác 2019 mùa thứ tư. Và hôm nay thì Thạch Thảo cùng với hành trình lột xác đến đây để tìm hiểu câu chuyện của bạn. Bây giờ mình mời bạn vào nhà để nói chuyện. À, xin giới thiệu với bạn, đây là bác ruột của mình. À, cháu chào chú ạ. Cháu chào bác. Thế bác mời cháu vào nhà. Đã, vâng ạ. Một khi sinh ra thì là bản thân mình đã mắc một số căn bệnh là không mong muốn, là mình không hề mong muốn điều đấy xảy ra, nhưng mà biết làm sao được, là nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Mình cũng có một chút ảnh hưởng với việc học hành, bởi vì là có những môn học là mình rất yêu thích, ví dụ như học tiếng Anh, nhưng mà do cái phát âm của mình nó không được như mọi người á, cho nên là có một lúc cô giáo tiếng Anh cũng bảo là, cũng nói với mình là em không nên học tiếng, bởi vì là em không có tương lai. Mình khóc rất là nhiều. Những bạn con trai ở trong lớp có rất nhiều các hoạt động mà tổ chức dành cho các bạn nữ. Ví dụ như ngày 8 tháng 3 là có thể tổ chức tặng hoa và quà cho các bạn nữ. Nhưng mà có năm vừa rồi hoặc gần đây nhất là chỉ có một mình là không được tặng hoa và quà của riêng 27 bạn nữ trong lớp. Là chỉ có một mình là không được tặng. Các bạn ấy cố ý làm như vậy. Một số bạn cố ý làm như vậy bởi vì là khi mà các bạn nữ nhận hoa và quà xong rồi thì có một hai bạn thì là mới nhận ra là mình chưa có hoa và quà, mới chạy đi mua. Và lúc đấy là bản thân mình cảm thấy mình như kiểu là được bố thí, mà thương nhận được sự thương hại của họ, nên là mình cảm thấy rất là tủi thân và không muốn đến trường nữa luôn.
bố mẹ mình cũng sẽ không đặt niềm tin vào mình có một tương lai tốt đẹp hơn khi có một ngoại hình như thế. Chân của mình thì do phẫu thuật hồi bé, do bị tật bẩm sinh nên là hiện giờ nó đã không phát triển, và có thể nói là một chân bé chân to, đi ngay từ đằng sau mình cũng rất là nhìn ngay từ đằng sau thì mọi người cũng rất là dễ dàng nhận ra cái điều đấy, và mình luôn luôn không muốn đi trước một ai đó và luôn đợi mọi người đi trước mình và để mình lảng ra phía sau, bởi vì mình không muốn mọi người nhìn thấy là khuyết điểm trên đôi chân của mình. Và ước mơ của mình là một hướng dẫn viên du lịch, và đây là một cản trở, một trong những cản trở rất lớn của mình để thực hiện được ước mơ của mình. Thì muốn đi làm lại thì là em muốn đi, cái tư tưởng của em cứ vẫn là mặc cảm, ra ngoài vẫn cứ xấu hổ muốn đi, nhưng mà chú thì cứ bảo tạm thế đã con ạ, bây giờ điều kiện hoàn cảnh của mình nó chưa có điều kiện nên là cũng chưa nghĩ đến, nhưng mà em nó lớn này nó vẫn cứ có mặc cảm. Cho cháu hỏi một chút về bạn Lý. Bạn ấy thì bình thường có tính cách như thế nào ạ? Ra cộng đồng, hòa nhập với cộng đồng cũng gọi là em cười nói cho nó thoải mái tư tưởng thôi, nhưng mà trong lòng em thì lúc nào vẫn cứ mặc cảm. Vừa sinh em ra thì chuyện mà ai cũng xì xèo mãi thì thấy sứt môi này. Em còn chẳng ú được ấy, ăn nguyên sữa ngoài cái năm đấy đói khổ lắm. Năm đấy cô còn đói khổ. Thì ai cũng xì xèo mãi lại khèo chân. Chuyện là như cô thì khóc hết nước mắt. Bây giờ em nó lớn thay thế rồi thì đâu cũng chuyện vẫn lo lắm. Đẻ ra thì cảm tưởng là lúc ấy thì người nhà thì nghĩ là nó không, nói chung nó không được sống. Thế bởi vì nó khèo hết chân, nó cọc hết chân lên vào người đó. Thế xong hàm ếch nó mất hết này, mẹ môi nó sất tướng này. Thì nghĩ là con nó nghĩ là chắc nó khả sống được đi, khả nghi là anh em ở thế như là nó. Thôi tốt nhất là nếu mà nó còn người thì nếu mà còn thì nếu nó sống thì cứ nuôi. Tôi nghĩ từ rất là lâu và chờ rất là để đến khi mình đủ tuổi để có thể đăng ký tham gia, thì mình quyết định sẽ đánh đổi cả kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình, bản thân mình trên bàn phẫu thuật có thể đánh đổi bất kỳ thứ rủi ro nào cũng lập trường và vẫn sẽ đấu tranh đến cùng để mình được thay đổi. Cùng chị Lý, cô gái nhỏ nhắn nhưng ước mơ, hoài bão và khát vọng lại rất cháy bỏng. Không biết bác sĩ Annie sau khi xem phóng sự về Phùng Thị Lý thì bác sĩ có chia sẻ gì không ạ? Trường hợp của bạn Lý là một cái trường hợp dị tật bẩm sinh. Việc mình phẫu thuật xương hàm trên để đẩy tiến xương hàm trên ra trước để tạo cái độ nhô ở vùng xung quanh mũi cũng như ở phía môi trên. Cái vùng sẹo môi và cái vùng mũi thay đổi, chỉnh sửa để cho sẹo làm sao nó thẩm mỹ nhất, cân đối nhất. Cảm ơn bác sĩ Annie. Thưa đạo diễn Lê Hoàng, không biết đạo diễn thấy thế nào nhưng mà bản thân tôi khi mà xem phóng sự vừa rồi, thương Lý một thì thương mẹ của em gấp đôi ạ. Bởi vì thấy Lý còn có vẻ mạnh mẽ, nhưng mẹ em thì thực sự tôi nghĩ rằng đó là một nỗi niềm mà ai cũng có thể hiểu cho một người mẹ. Thật ra cả không phải mẹ đâu, cha vậy thôi. Thật ra thì khi mà nhìn thấy một đứa con ra đời thì việc đầu tiên của cha mẹ là nhìn xem nó có lành lặn hay không. Bởi vì có ai mà biết được cái trí tuệ sau này là như thế nào đâu. Nhưng mà tôi chỉ có thể nhắc bạn Lý như thế này. Thật ra nếu bạn mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch ấy mà, thì cái nghề đó nó không cần ngoại hình lắm đâu. Cái nghề đó nó cần kiến thức, đó là điều quan trọng nhất. Và cái sự duyên dáng, mà cái sự duyên dáng này không phải là ngoại hình mà là trong cái cách diễn đạt. Thì nếu như bạn có không nằm trong cái thí sinh mà được phẫu thuật ấy, thì bạn vẫn có thể rèn luyện được hai cái điều đó đối với một người hướng dẫn viên du lịch. Cho nên rằng là bạn, nếu bạn đã chọn một cái nghề mà nó không quá liên quan đến ngoại hình thì bạn đừng bao giờ tuyệt vọng. Vâng ạ, đừng bao giờ tuyệt vọng ạ. Cảm ơn đạo diễn Lê Hoàng. Diễn viên Lan Phương ạ, Lan Phương chia sẻ một chút cảm xúc sau khi xem phóng sự này được không ạ? Với cái việc mà em chọn thì em hoàn toàn có khả năng tự học hỏi và tự rèn luyện chính mình để có thể đạt được ước mơ đó. Phương cảm thấy rằng cái việc là chính cô giáo của em lại bảo với em là em không nói được tiếng Anh đâu, em nói chả ai nghe được, tốt nhất em đừng mơ nữa. Giỏi hay dở Phương chưa quan trọng, nhưng cô giáo phải là người mang lại được cái niềm cảm hứng sống, phải là một cái động lực, phải động viên em để em đạt được cái điều em muốn, chứ không phải là nói thôi.
em không học được đâu, tốt nhất là đừng học nữa. Chị hy vọng là khi mà em nghe chị nói như thế này thì hãy cứ mặc kệ tất cả những gì mọi người nói. Quan trọng là em tin rằng là em có thể làm được, thì chị tin là em có thể làm được bất kể ngoại hình của em ra làm sao. Rất cảm ơn những chia sẻ và những động viên đến từ ban giám khảo của chúng ta. Và ngay bây giờ thì xin mời ban giám khảo cùng tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay của Hành trình Lột Xác 2019. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay lại phía sau. Chúng ta sẽ chào đón Huỳnh Thị Mỹ Duyên và Phùng Thị Lý. Xin chào đón hai bạn. Xin được chào đón Huỳnh Thị Mỹ Duyên và Phùng Thị Lý. Huỳnh Thị Mỹ Duyên và Phùng Thị Lý thân mến, chúng tôi rất vui được chào đón các bạn đến với trường quay của Hành trình Lột Xác 2019. Các bạn đã vượt qua cả một chặng đường dài để có mặt tại đây. Chúng tôi, cả trường quay và ban giám khảo cũng đã được xem những phóng sự về các bạn. Rất thương, rất đồng cảm với các bạn. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Đầu tiên, chúc mừng các bạn vì đã vượt qua hàng ngàn hồ sơ, hàng ngàn thí sinh đăng ký tham gia với Hành trình Lột Xác ngày hôm nay. Chỉ còn một bước chân rất nhỏ nữa thôi, các bạn sẽ trở thành thí sinh chính thức của mùa năm nay, sẽ được bước chân vào phòng phẫu thuật của chúng tôi để thay đổi chân dung, mở lối ước mơ cho cuộc đời mình. Đầu tiên thì chúng tôi rất muốn quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay để chào đón hai bạn nhân vật của chúng ta. Như chúng tôi đã nói, phóng sự giới thiệu về các bạn, về cuộc sống, về những khó khăn, về những thiệt thòi của các bạn đã được gửi tới cho các khán giả và ban giám khảo của chương trình. Rất thương và đồng cảm cùng với các bạn. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Chúng tôi muốn ngay bây giờ, tại giờ phút này, hãy cho chúng tôi thấy quyết tâm của các bạn, sự nỗ lực của các bạn sẽ ra sao, rằng các bạn là những người hoàn toàn xứng đáng để bước vào phòng phẫu thuật của chúng tôi, để đến với Hành trình Lột Xác. Xin mời Mỹ Duyên. Dạ, kính chào ban giám khảo và các khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Khi tham gia chương trình này thì đây đã là lần thứ 3 em đăng ký tham gia. Hai lần đầu thì em không có được chọn. Đây là lần may mắn nhất của em mà em được bước vào tới vòng này. Trước hết là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi từ nhỏ em cũng có ngoại hình rất là ưa nhìn, nhưng mà đến khi học lớp 9 thì gương mặt của em bắt đầu nó thay đổi. Nó không có còn cân xứng nữa, nó bị lọt đi. Tốt nghiệp cấp 3 thì em thi đại học, nhưng mà em không hề quyết tâm và em không ôn thi. Năm đó em rớt, em đi làm công nhân. Trong thời gian làm thì em thấy là nếu như mình cứ làm vậy hoài thì không thể có tương lai. Em quyết định là em sẽ ôn thi và em thi lại. Năm đó thì em thi đậu đại học và em đổ ngành giáo dục tiểu học. Sau khi em tốt nghiệp đại học, em về quê. Năm đó em cũng không xin được việc làm, em cũng phải bỏ ra một năm em làm công nhân. Rất là may mắn, sau khi đi làm một năm thì em xin được việc vào một trường và em đã được làm giáo viên chính thức tại trường. Trong suốt cái khoảng thời gian mà từ năm lớp 9 cho đến hiện tại, cái sự tự ti trong em nó càng ngày càng lớn. Em ngại tiếp xúc với người lạ lắm, chỉ khi nào mà bạn bè thân thiết đó. Nhưng mà em cũng không bao giờ em chia sẻ nhiều. Cảm ơn Duyên. Tôi muốn hỏi là hôm nay Duyên đến với trường quay của chương trình, ai là người đi cùng với bạn? Bạn đi với ai? Dạ là mẹ đi cùng với em. Mẹ của bạn. Xin hỏi là mẹ của Mỹ Duyên đang ngồi ở đâu ạ? Hỏi là mẹ của Mỹ Duyên ngồi ở đâu ạ? Xin chào cô. Người sẽ giúp chúng tôi trò chuyện với người thân, những người đồng hành rất quan trọng đối với các thí sinh, đó chính là Vũ Thị Hoa, một gương mặt rất quen thuộc nếu như quý vị khán giả theo dõi Hành trình Lột Xác 2018. Chào đón Hoa. Kính chào quý vị khán giả, tôi là Vũ Thị Hoa, thí sinh của Hành trình Lột Xác mùa 3 2018. Và ngồi bên cạnh tôi đây chính là mẹ của bạn Mỹ Duyên. Cháu chào bác ạ. Hôm nay chúng cháu rất vui mừng vì có bác đến tham dự chương trình và đến tiếp sức cho Duyên. Vậy thì ngay lúc này đây, bác có mong muốn gì? Là đầu tiên thì tôi xin cảm ơn chương trình Hành trình Lột Xác và xin cảm ơn quý giám khảo. Xin chào các quý vị khán giả trong trường quay hôm nay.
thì mình xin chuyển lời đến con gái. Dù con có được chọn hay không thì mẹ cũng luôn luôn lúc nào mẹ cũng ủng hộ con. Luôn luôn lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con. Và mẹ hy vọng con sẽ được chọn để con để đạt được ước mơ của con. Và mẹ sẽ đồng hành cùng con. Con hãy cố lên con nhé. Tôi xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn những chia sẻ của bác ạ. Và cháu cũng chúc cho bạn Duyên sẽ là người được chọn trong hành trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn Hoa rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi lại muốn được trò chuyện với Phùng Thị Lý. Bạn cũng biết rằng hồ sơ năm nay dự tuyển quá nhiều, và với mỗi chương trình phát sóng với hai thí sinh mà ngày hôm nay là bạn và Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chúng tôi chỉ có thể chọn một trong hai bạn mà thôi. Vậy thì ngay bây giờ hãy thuyết phục chúng tôi bằng quyết tâm, bằng sự nỗ lực lớn nhất, bằng ý chí của bạn. Bạn hãy nói gì để chúng tôi có thể chọn bạn là thí sinh của chúng tôi ạ? Xin mời. Lần đầu tiên thì là em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi sự ủng hộ của mọi người và ban giám khảo đã cho em thêm một cơ hội để đứng ở đây ngày hôm nay. Em tham gia chương trình này với mục đích là muốn bản thân của em thay đổi, muốn cuộc sống sau này của em sẽ thay đổi. Lúc còn nhỏ chưa nhận thức được điều gì á, thì là em muốn là một con người rất là năng động, rất là thích đi ca hát và múa, và rất tích cực tham gia các hoạt động của trường mầm non cũng như là lớp lớp 1, lớp 2 của em. Nhưng mà sau dần thần á, khi mà em chuyển trường á, thì là nhận được những cái ánh mắt rất là tò mò, xỉa sói và những lời nói rất là cay độc của các bạn mới dành cho em. Và không còn một điều gì là khủng khiếp hơn của một đứa trẻ khi mà không có một ai chơi cùng cả giờ thể dục của lớp. Tức là các bạn nắm tay thành vòng tròn nhưng mà không có một bạn nào chịu đến để nắm tay của em hết. Phải đến lúc mà thầy cô chỉ định các bạn thì các bạn mới nối vòng với em, nhưng mà vẫn phải cầm qua một cái cành cây. Điều đó làm cho em gần như là sụp đổ. Em đi ngoài đường hay là đi đến lớp học thì em cũng chỉ muốn là đi đằng sau tất cả mọi người, vì là em không muốn ai đi đằng sau mà nhìn được những khuyết điểm của em, đôi chân không được cân bằng của em. Khi ra đường thì em luôn phải mang theo khẩu trang, ngay cả khi vào thư viện hay là vào đến cửa lớp thì em mới dám tháo khẩu trang ra. Và cái biệt danh mà mọi người vẫn hay gọi cho khi đi học, mà các bạn và mọi người vẫn hay gọi em là, mà không gọi bằng tên của em mà gọi em bằng Lý Dứt. Cái đấy là em rất là tủi thân và là cảm thấy là em không được đón nhận trên cuộc sống này. Cảm ơn Lý rất nhiều ạ. Bây giờ thì tôi muốn hỏi Lý là hôm nay bạn đến đây với ai ạ? Dạ, hôm nay đến tham gia chương trình này cùng với em thì có bác ruột của em. Vâng ạ, xin hỏi bác của Phùng Thị Lý ngồi đâu ạ? Xin chào anh. Vâng ạ, chúng tôi có được nhìn thấy anh trong phần phỏng vấn, trong phóng sự về bạn Lý đúng không ạ? Lúc này thì ngồi cạnh bác của Phùng Thị Lý là một gương mặt cũng rất quen thuộc, chàng hot boy cao Bùi Xuân Vinh ạ. Rất là điển trai. Cảm ơn Vinh, và Vinh sẽ thay mặt cho chị trò chuyện cùng với bác của Lý được không? Vâng, được ạ. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Cao Bùi Xuân Vinh ạ, và mình là thí sinh của hành trình lột xác 2018 ạ. Thì bên cạnh mình đây chính là bác của Phùng Thị Lý ạ. Và dạ thưa bác ạ, chúng cháu rất là vui khi ngày hôm nay bác đã đến tham dự chương trình. Ngay giây phút này thì bác có điều gì muốn nói không ạ? Thưa chị, cảm ơn chương trình, cảm ơn các khán giả. Tôi là bác ruột của cháu Lý. Hoàn cảnh của cháu thì lúc cháu sinh ra thì nó không còn thành người nữa. Môi thì nó sứt, hàm ếch nó không còn, chân thì khỏeo. Thực tế ra là gia đình nhà chúng tôi thì cũng cố gắng để nuôi cháu thành người. Cũng đi viện nọ viện kia cũng liên tục mãi thì đến bây giờ thành cháu thành người bây giờ. Chúng tôi không biết là cháu tham gia chương trình này từ bao giờ. Tôi chỉ là mong cháu là nó vào hành trình này, chỉ mong cháu nó vào được cái kết quả thôi. Để cho cháu nó mai nó thành người, cho nó đoàn hoàng, để nó ước mơ của cháu thành đạt thế thôi. Xin cảm ơn anh ạ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Phùng Thị Lý và Huỳnh Thị Mỹ Duyên khi có mặt tại sân khấu của hành trình lột xác 2019, dám đối diện với những thiệt thòi, những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống của mình và dám ước mơ để một ngày nào đấy chạm tay tới hành trình lột xác. Đó đã là một phần thành công của các bạn rồi. Chỉ là một trong hai người, cơ hội chưa tới với các bạn, đây chưa phải thời điểm dành cho các bạn mà thôi. Cơ hội dành cho các bạn, tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí trị giá 500 triệu đồng sẽ thuộc về ai? Điều này phụ thuộc 50% vào chính kết quả bình chọn của quý vị khán giả đang có mặt với chúng tôi trong trường quay này. 50% còn lại
phụ thuộc vào sự lựa chọn của các quý vị giám khảo là những bác sĩ chuyên gia và các nghệ sĩ nhận lời tham gia về chương trình. Và bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả và ban giám khảo của chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn của mình. Và bây giờ sẽ là kết quả. Huỳnh Thị Mỹ Duyên và Phùng Thị Lý chỉ một trong số hai bạn tiếp tục đi tiếp được với chúng tôi mà thôi. Và đó là... Cảm thấy là em rất là tủi thân và là... cảm thấy là em không được đón nhận trên cuộc sống này. Sự tự ti trong em á càng ngày càng lớn, em ngại tiếp xúc với người lạ lắm. Chỉ một trong số hai bạn tiếp tục đi tiếp được với chúng tôi mà thôi. Và đó là... Xin chúc mừng bạn. Tỷ lệ bình chọn của ban giám khảo và khán giả dành cho bạn là 88%. Và Phùng Thị Lý, bạn nhận được 12% bình chọn và lựa chọn từ phía ban giám khảo và quý vị khán giả. Mong bạn đừng buồn, chỉ là đây chưa phải thời điểm phù hợp để bạn chính thức bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng của cuộc đời mình mà thôi. Chúng tôi sẽ chờ đợi quyết tâm của bạn, nỗ lực của bạn và chào đón bạn trong hành trình lột xác những mùa tiếp theo. Xin cảm ơn bạn. Một lần nữa xin chúc mừng Huỳnh Thị Mỹ Duyên và xin mời bạn hãy đến đây với chúng tôi nào. Bạn sẽ được tiếp tục đồng hành với hành trình lột xác. Hãy đến đây với chúng tôi ạ. Sắp tới sẽ không được khóc nhiều thế này nữa đâu ạ. Sắp tới sẽ còn phải mạnh mẽ hơn nữa. Rất nhiều thử thách khó khăn sẽ chờ đợi bạn ở phía trước. Chúc mừng bạn. Bạn có thể chia sẻ niềm vui với mẹ của bạn. Vâng. Vâng ạ, mẹ của Mỹ Duyên, cô có muốn nói điều gì lúc này không ạ? Mình rất rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn ban giám khảo đã và quý vị khán giả hôm nay đã bình chọn cho con gái mình. Mình cũng không biết nói gì hơn. Thôi mình xin cảm ơn. Lý ơi, thật sự là chị rất là tiếc và cũng rất là buồn khi mà em không có cơ hội lần này. Chị nghĩ là nhiều người sẽ suy nghĩ giống như chị. Một là người đã bị bẩm sinh từ khi mới sinh ra. Nhưng còn với bạn Duyên thì bạn ấy lại vô tình là bị trong quá trình phát triển bình thường bạn ấy lại xuất hiện. Thành ra là cái đón nhận của bạn ấy nó khó khăn hơn em rất là nhiều. Và chị chỉ ước rằng là em cũng có thể vào được vì em hoàn toàn xứng đáng. Và chị mong rằng là cái chương trình này khi mà bạn Lý về thì Phương mong rằng tất cả những người sống xung quanh em đừng ai lại lấy cái chuyện này ra và nói rằng là đấy thì không, mày không xứng đáng được như thế. Xin mọi người đừng làm như thế, điều đó cực kỳ độc ác đối với em. Và chương trình vẫn còn những năm sau. Em hãy quay trở lại và chị tin rằng với cái sự tự tin và với cái sự mạnh mẽ của em, vì em đã vượt qua nó từ khi em sinh ra cho đến lúc này, em hoàn toàn còn có sức mạnh để em có thể phấn đấu, có thể học hỏi, có thể làm được nhiều điều tốt hơn. Và chị mong là em hãy lạc quan và quay trở lại chương trình vào năm sau em nhé. Cảm ơn diễn viên Lan Phương. Cảm ơn Phùng Thị Lý. Xin cảm ơn em. Tỷ lệ bình chọn hoàn toàn thuyết phục 88% từ phía quý vị khán giả và ban giám khảo. Huỳnh Thị Mỹ Duyên đã chính thức trở thành thí sinh của hành trình lột xác 2019. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng dõi theo quá trình phẫu thuật của thí sinh này.
sĩ là đây là một trong những trường hợp rất là khó làm dưới xoắn vặn biến dạng từ bẩm sinh. Trường hợp này ta phải lưu ý một cách đặc biệt. Nếu như mình không được phẫu thuật, mình nghĩ có lẽ là rất là tuyệt vọng. Rất tiếc, bạn không đủ sức khỏe để tham gia phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hội chẩn chuyên môn và tìm giải pháp giúp các bạn. Liệu Huỳnh Thị Mỹ Duyên có được phẫu thuật thẩm mỹ? Tấm vé lột xác có bị thay thế chủ nhân? Câu trả lời sẽ có trong tập 2 của Hành Trình Lột Xác, được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 12 trên kênh Today TV. Phan Thị Mây, 23 tuổi, mí mắt không đều, sống mũi gồ ghề, đầu mũi thấp, gò má cao, hàm hô trên dưới, câm lẹm. Hành trình biến đổi nhan sắc sau 30 ngày. Cô ấy đã lột xác thành công. Bản thứ 6. Lột xác cùng Cang Nam. Liên hệ ngay 1900 6466 để được tư vấn.